on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Mình đang ở ngoài một cái công viên các bạn. Cái công viên rất là đẹp, rất là mát. Hôm nay mình đẩy bạn Kini ra ngoài chơi. Hôm nay trời mát, bạn Kini ra ngoài chơi vui nha. Ui. Ghê chưa, ghê chưa. Rồi ơi, nước miếng của nó nè. Sắp giờ thôi. Hey, nghe quá. Nghe chưa, nghe chưa. Em đi cầu tuột nè. Nè, em đi cầu tuột nè. Hey, hà trời hôm nay mát, em đi cầu tuột em chơi nè. Đây là cái công viên nè các bạn. Hoàn cảnh của cái công viên rất là rộng. Bên kia có cái sân cỏ để đá banh đồ này nữa. À, tất nhiên khu này là cái khu chạy xe 30, khu playground, khu chạy xe 30, cái số bây giờ đó. Mọi người đậu xe ở đây đó, rồi ra chơi hoặc là đi bộ ra đó. Khu đây có khu nhà dân nữa. Đây có hai hàng cây nè các bạn. Hàng cây đơ sổ lá xuống này đẹp lắm đó. Rồi, bạn Kenny lại ngủ. Cứ lên xe là ngủ. Còn bạn Sam thì đang chơi xe đạp. Đi đi, mau lên. Binh binh. Đây, mình sẽ đi qua cái hàng cây đào bên đó cho các bạn xem. Ồ, đây có cái lá gì mà đỏ đỏ đẹp quá các bạn. Ôi, đào khúc này nở quá trời luôn nè các bạn. Rồi. Dưới, đi dưới đó đâu có thấy gì đâu. Đó. Trời ơi, đào nó nở kìa. Sao? Đi dưới cái tán đó đâu có thấy gì đâu, nó tối hù à. À, bạn Sam đang test chiếc xe luôn. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. Bây giờ mình sẽ đập hộp cái xe đạp điện nha. À, mình mua ở Costco cho các bạn xem. This way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.
Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. À, nhưng mà nó hơi tối á, nó xâm xê quá. Hả? Tối lắm. À, xâm xê quá, nó tối lắm. Đó, bạn Sam đang chạy chiếc xe đạp. Bạn Sam đang chạy xuống dưới đó. À, mình đang test xe thử các bạn. À, xe với 350W cũng rất là ok. Chạy đường trường ok, có cruise control, có đèn đầy đủ. Đâu rồi? Có đèn, có này nọ đầy đủ hết. Rồi bạn Sam dòng xe đâu mất tiêu rồi. Đó, lên lại kìa. Gần 1m6. Đó, chạy chiếc xe này. Xe khá là bốc các bạn. Đó không? Gồ ga lên mấy cái dốc lên ngon ơ luôn. Mấy cái dốc cao thì mình chưa biết, nhưng mà dốc bình thường mà chạy là thấy cũng ok rồi đó. Giờ đến phiên mình ngồi thử nè các bạn. Đó, các bạn thấy mình cũng khá là mập, khá bự con. Mình ngồi trên xe thì không thấy chiếc xe đâu á. Nhưng mà đối với các bạn mà du học sinh, sinh viên rồi á, muốn đi lại thay vì đi bộ á, thì các bạn có thể mua chiếc xe đạp nhỏ nhỏ nha. Các bạn có thể xách lên xe xe buýt hoặc là xách lên tàu điện này nọ đó. Đó, mình đi di chuyển giữa các trạm nè, thay vì mình đi bộ khoảng mấy trăm mét, mấy cây số á, thì mình có thể đi xe đạp này. Hoặc là các bạn di chuyển trong khuôn viên của những cái trường học, những cái trường đại học á, nó cũng rất là bự. Đó, các bạn có thể mua chiếc xe này đi lại, và các bạn có thể khóa xe ở bên trong của trường, hoặc là mình cất trong nhà cũng rất là gọn. À, chạy rất là ok các bạn. Rồi bây giờ bạn Sam sẽ đạp. Đạp đi. Bạn Sam sẽ đạp về nhà không dùng điện để test thử xem là nó có nặng không. Thì thật ra đạp trong đường thành phố thì nó cũng bằng cũng được. Chỉ là đi qua mấy cái con dốc á thì đạp nó sẽ hơi mệt một chút. Đó, đây là đạp chay nha các bạn, không có dùng điện. Cái con đường này đi rất là đẹp các bạn. Cây xỏ, cây lá vàng, ấy là lá xanh. Rất là mượt, rất là mướt, rất là mát mắt. Đây là mấy cái khu condo. Mấy khu apartment hoặc là condo. Cũng rất là yên tĩnh. Cái đường này nó lại rất là yên tĩnh các bạn. Đây có washroom này nọ luôn nè. Cái nhà này hiệu nhà gì mình không biết, chắc là một cái community gì đó. Đó, người ta dắt chó đi dạo nè. Ở đây thì có nguyên một mảng cây xanh. Ồ, cái khúc vườn này người ta cắt cỏ nè các bạn. Người ta đẩy cỏ. Đó, bạn Sam đi múc trên kia rồi. Khúc này là nhà mới nè. Đó, bên đó là nhà mới, cái kiểu thiết kế mới. Còn bên đây là nhà cũ, kiểu cũ. Đó, rất là yên tĩnh. Đó, đẩy xe trên đường này cũng... Cái đường này thì nó hơi gập ghềnh các bạn. Cái kiểu bị rễ cây nó độn cái đất lên nè. Đường đi nó có cả gập ghềnh. Nhưng mà được cái xe này cũng rất là ok nè các bạn. Đẩy đi, nhóc nó vẫn ngủ ok. Đó, một cái khu nhà. Khu này cũ hơn chút. Đó, đường vô nè các bạn. Tất cả đây đều được đẩy cắt cỏ, gọn gàng, sạch sẽ. Đó, còn khu bên này là condo. Này giống townhouse ha, một phần giống townhouse. Bây giờ là 7:30 tối rồi các bạn. Tại vì mùa hè tới cho nên thành ra mặt trời sẽ lặn trễ hơn, bởi khi bình thường là sẽ đến nếu mà đúng hè luôn là khoảng 10 giờ mới lặn, 10 giờ tối nha. Mặt trời nó mới lặn cho nên thành ra là
mình ăn cơm xong, làm mọi thứ xong, mình có thể vẫn tiếp tục đi bộ đi này nọ ngoài đường. Rồi, đây là mình trở ra đường 200. Hôm kia cũng có một cái đường đi bộ kìa các bạn. Người ta cũng đi bộ trong đường đó, mà đường đó nó vắng hơn, cho nên mình không đi. Mình đi đâu qua phía công viên cho nó an toàn. Rồi, trở về khu nhà của mình. Chạy hết tốc lực coi. Hả? Chạy hết tốc lực coi. Hết tốc luôn. À, chạy nhanh thử coi được bao nhiêu, bao lâu. Vậy đạp đi. Nhanh lắm. Đây là chế độ cruise control. Mình chạy đến một tốc độ nào đó xong cái mình bấm nút là nó tự động nó sẽ chạy hoài luôn. À, hay không? À. Đó, khi mình đã thắng nè. Khi mình thắng thì cái chế độ cruise control nó sẽ cũng sẽ tắt giống như xe hơi vậy các bạn. Còn này mình đạp nè. Đó, rất là ok.